Về cái bảng thành phần của sản phẩm này, khi mà nhìn vào thì đúng là nó có chứa xuất hầu hết từ những cái thảo dược thiên nhiên nha mọi người. Đầu tiên sẽ là nước, tất cả những cái thứ gì trên đời nó táp vô cái mặt em hết luôn nha mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của em. Hôm nay em lại tiếp tục review đến mọi người một cái sản phẩm mà mọi người yêu cầu trên kênh nha. Và cái sản phẩm đó chính là cái serum thảo dược Dr. Mai nha mọi người. Thì về cái em Dr. Mai này nó sẽ có hai loại, một loại là nguyên chất còn một loại được mix với nhĩ hoa nghệ tây nha. Và cái sản phẩm Thảo đang cầm trên tay và hôm nay Thảo muốn review đến mọi người và cũng như là em đã test rồi mọi người, đó chính là cái loại nguyên chất nha mọi người. Và tại sao Thảo không test luôn cái loại mix với nhĩ hoa nghệ tây thì mọi người hãy xem đến hết clip để biết cái lý do tại sao nha. Về cái giá của sản phẩm này thì nó sẽ có giá là 230.000 cho một cái sản phẩm với dung tích là 5ml như thế này, thì em cảm thấy nó hơi mắc á mọi người. Trên cái sản phẩm thì mọi người sẽ thấy nó có một cái tem chống hàng giả và nó cũng có cái mã để cho mọi người có thể check cái hàng thật hàng giả luôn á. Thì em cào cái lớp mã phủ bạc này nè mọi người thì nó hiện ra một cái giải mã chữ số nha. Thì em nhắn tin theo đúng cú pháp ở trên cái tem chống hàng giả này người ta hướng dẫn á. Sau khi mà em nhắn tin và em gửi tin nhắn đó cho tổng đài rồi thì tổng đài đã gửi lại cho em một cái tin nhắn xác nhận rằng là Thảo đã mua đúng hàng chính hãng rồi nha mọi người. Và tại sao em hay check những cái sản phẩm nếu như trên sản phẩm nó có những cái tem như thế này mọi người? Tại vì em sợ khi mà em lên clip á, mấy chị hay vào nói là em mua hàng giả lắm mọi người, và không có một ai mà người ta có thể dại dột đến mức độ mà người ta có thể mua cái hàng giả về để mà người ta test lên làn da của người ta đâu ạ. Và đặc biệt là da mặt nữa nha mọi người, phục hồi rất là kinh khủng nếu như mua hàng giả nha. Cho nên sẽ không bao giờ có cái vấn đề em mua hàng giả và để em test trên làn da của em nha mọi người. Về cái mặt thiết kế của sản phẩm này thì nói chung là cũng có một vài cái điểm khen nhẹ. Đầu tiên sẽ về cái mặt in ấn cũng như là cái màu sắc của cái sản phẩm này, nói chung là nó rõ ràng, sắc nét, không bị mờ, bị lem hay là bị đứt nét gì cả. Còn về cái chất liệu hoặc giấy mọi người, khi mà đặt sản phẩm này về thì do tình hình dịch nó vẫn chưa có ổn định nhiều á, cho nên thời gian nhận hàng của em nó khá là lâu. Nhưng khi mà em nhận được hàng thì cái vỏ hộp nó vẫn còn nguyên vẹn nha mọi người, nó không bị mớp méo gì cả nha. Ở bên trong khi mà mọi người mở cái hộp giấy ra thì mọi người sẽ thấy nó có một cái tờ giấy thông tin mình có thể tham khảo thêm. Còn về cái chai serum ở bên trong á thì mọi người sẽ thấy nó là có dạng đầu vòi á, khi mà mình sử dụng mình sẽ dễ dàng lấy cái lượng sản phẩm phù hợp để mà mình thoa lên da, nó rất là tiện lợi luôn. Còn cái bảng thành phần của sản phẩm này khi mà nhìn vào thì đúng là nó có chứa xuất hầu hết từ những cái thảo dược thiên nhiên nha mọi người. Đầu tiên sẽ là nước nè, tiếp theo sẽ là chiết xuất từ gừng, và gừng trong mỹ phẩm thì nó sẽ tác dụng là chống oxy hóa, kháng viêm, tăng cường lưu thông máu, dưỡng ẩm và giúp làm săn chắc da nha. Còn chiết xuất từ tỏi nó sẽ có tác dụng là hỗ trợ điều trị mụn nè, giúp làm lành vết thương cũng như là kháng viêm cho làn da mình. Còn chiết xuất từ rau dấp cá hay có nơi gọi là rau diếp cá mọi người thì nó sẽ có tác dụng hỗ trợ điều trị mụn, cải thiện cái tình trạng ngứa, dị ứng da nha. Ngoài ra trong đây nó có một vài cái tinh dầu, đầu tiên sẽ là tinh dầu kinh giới nha mọi người, nó sẽ có tác dụng là kháng viêm nè, cũng như là nó giúp chống lão hóa cho làn da mình. Còn tinh dầu hương thảo mọi người thì nó ngoài kháng viêm ra nó còn giúp tạo mùi hương cho sản phẩm nữa. Tinh dầu tràm trà thì sẽ giúp hỗ trợ điều trị mụn, giảm cái tuyến bã nhờn. Còn cuối cùng của bảng thành phần này sẽ là cam thảo, nó sẽ có tác dụng làm sáng da mình nha. Về công dụng của sản phẩm này ghi trên bao bì sẽ mọi người thì nó sẽ giúp làm se khít lỗ chân lông, giảm mụn, mờ thâm nha mọi người. Và liệu với cái bảng thành phần nó đến từ thảo dược thiên nhiên hoàn toàn như vậy, và với những cái công dụng mà nhà sản xuất ghi trên bao bì như vậy thì nó sử dụng trên làn da mình nó như thế nào, nó có thật sự hiệu quả giống như là những lời quảng cáo trên mạng hay không, thì mọi người hãy cùng Thảo xem đến hết clip nha. Của sản phẩm này thì mọi người sẽ thấy nó là có dạng lỏng, có màu đen sẫm. Khi mà em thoa thử lên trên cái vùng da ở mu bàn tay của em mọi người thì về cái cảm nhận đầu tiên của em là em cảm thấy cái làn da của mình nó hơi ấm nhẹ nha. Sau khi thuốc này nó đã thẩm thấu vào da mình rồi, nó đã khô hoàn toàn rồi thì sờ vào đúng là cái làn da mình nó không có bị rít. Nhưng mà về cái mức độ bí da nè, cái mức độ nặng da của cái sản phẩm này trên làn da của em là em cảm thấy nó có nha mọi người. Nếu như mà mình so thêm giữa cái vùng da mà mình test vào cái vùng da mình không test thì thực tế là hai cái màu da nó hoàn toàn khác nhau luôn á mọi người. Chính vì vậy em chỉ có test sản phẩm này vào buổi tối thôi, bởi vì em cảm thấy cái tính thẩm mỹ của nó khi mà mình thoa lên da nó không có cao. Khi mà em thoa cái sản phẩm này để em test á thì em đã ngưng hết tất cả những cái sản phẩm dưỡng của em luôn, trừ sữa rửa mặt thôi nha mọi người. Bởi vì nếu như sử dụng sản phẩm này mà chỉ làm sạch da với nước thôi thì thực tế nó không đủ sạch
nó cũng sẽ để lại cái chất màu đen đen lên trên da mình mọi người, cho nên em vẫn giữ lại sữa rửa mặt khi mà em test sản phẩm này nha. Khi mà sử dụng sản phẩm này mỗi buổi tối thì sau khi mà làm sạch da rồi thì em thoa một cái lượng vừa đủ lên trên làn da của em, và sau khi mà thoa thì mọi người có thể thấy trên hình ảnh ha, cái vùng da mà em thoa so với cái vùng da mà em không thoa mọi người thì hai màu da nó hơi khác biệt một chút xíu, cho nên đó chính là lý do tại sao em thoa vào buổi tối là như vậy nha mọi người. Ở trên tay cũng như là ở trên mặt nó đều giống nhau, và hơn nữa khi mà thoa sản phẩm này thì về cái cảm nhận đầu tiên nó vẫn hơi ấm ấm nhẹ cái làn da lúc mà mình mới vừa để serum lên mà mình thoa lên da mọi người. Cái sản phẩm này thì sau khi mà test được khoảng một tuần á mọi người thì em cảm nhận được là cái làn da của mình á nó đổ dầu nhiều hơn nha, và nó cũng bắt đầu sần đi nha mọi người. Đặc biệt là những lúc mình sử dụng sữa rửa mặt để mình massage lên trên cái vùng da của mình thì mình cảm nhận được cái độ sần đó nó rõ ràng hơn rất là nhiều luôn. Và em có xem kỹ lại cái vùng da của em thì đúng là nó bị nổi những cái mụn ẩn li ti ở dưới da rất là nhiều, và nó cũng kèm thêm rất là nhiều những cái mụn sưng viêm sò vào cực kỳ rất là đau luôn nha mọi người. Khi đó em đã ngưng sản phẩm này ngay lập tức, và sau khoảng vài ngày em ngưng thì cái vùng da em mới bắt đầu trồi bụng lên một cách kinh khủng khiếp luôn á mọi người nha. Ở hai bên cái vùng cằm nè mọi người, em có nặng thử á mọi người thì thực tế nó cũng chỉ ra những cái mụn mà không có còi đâu, nó chỉ chảy nước và nước thôi nha. Còn những cái mụn sưng viêm ở hai bên thì nặng ra mụn mủ nè, máu nè ra kinh khủng khiếp và đau vô cùng đau luôn nha mọi người. Đây là cái làn da mà sau khoảng vài ngày em test nha, ở trên hai cái bên gò má em á mọi người, đặc biệt là gần mang tay mọi người, thì nó nổi rất là nhiều những cái mụn sưng đỏ luôn nha. Ở cái vùng cằm do em mới nặng cho nên nó hơi thâm một chút xíu. Ở cái vùng trán, trộm vía là trước giờ em không hề bị mụn ở vùng trán luôn mọi người, nhưng mà bữa nay nó cũng bị rất là nhiều, nói chung hơi đau lòng. Và trên mặt em lúc đó có một điểm duy nhất nó không bị mụn thôi, đó chính là ở mũi nha. Vì sao nó không bị mụn ở mũi? Bởi vì khi mà em test sản phẩm này em không có thoa ở mũi nha mọi người, cho nên nó không bị là như vậy á. Cái sản phẩm này á, thực tế lúc trước á, nó là cái mai thảo mộc á mọi người. Khi mà có khoảng thời gian mai thảo mộc nó ra thị trường thì nó cũng cực kỳ hot kinh khủng, không thôi gì cái sản phẩm này đâu nha. Và bẵng đi một thời gian em không thấy cái sản phẩm đó trên thị trường nữa, và sau đó lại xuất hiện cái Dr. Mai này. Khi mà mọi người yêu cầu em thì nói chung là em thấy nó cũng quá hot đi, thì mình cũng ngại cái vấn đề review, tại em sợ khi mà em review ra lỡ có gì mọi người lại nói em câu like nữa, cho nên em cứ chần chừ mãi. Nhưng mà mọi người yêu cầu quá lâu đi cho nên em bắt buộc phải test sản phẩm này để có thể quay clip và gửi tặng mọi người. Là và sau khi mà trải nghiệm sản phẩm này thì thực tế mọi người ôi là trời, nó kinh khủng. Và các chị bán sản phẩm này đừng nói là em do em thoa sản phẩm này cho nên da em nó bị đẩy mụn lên nha, không hề nha mọi người. Da em mỗi lần mà khi mà ăn đồ nóng thôi á là nó cũng sẽ bị một vài mụn, hoặc là đến cái chu kỳ của chị em phụ nữ chúng mình á thì nó cũng bị một hai cái thôi, và mình sử dụng thuốc bình thường á mọi người chấm lên thôi thì nó cũng đã hết rồi, chứ không phải nó bị nát bấy cái mặt giống như em tình trạng hiện tại đâu nha. Và cái tình trạng mụn của em hiện tại nó không khác gì so với khoảng 5 năm trước mà em đã từng bị tái bùng mụn do em bị kích ứng với mỹ phẩm rồi nha mọi người. Nó cũng chênh nhau khoảng 8 tới 10 mọi người, nó y hệt với nhau như vậy luôn á. Và khi mà sử dụng sản phẩm này phục hồi da nó khó hơn những cái sản phẩm trước em test luôn á. Tại vì sao? Tại vì những cái sản phẩm trước nó chỉ bị sưng da, nó chỉ bị đỏ da hoặc là nó bị nổi một vài cái mụn mủ thôi. Mình có thể chấm thuốc lên nó rất là nhanh lành luôn á. Còn cái sản phẩm này nó vừa đỏ da, nó vừa bị tăng tiết bã nhờn, nó vừa bị mụn mủ, mụn sưng viêm, mụn nang, nói chung ô tất cả những cái thứ gì trên đời nó táp vô mặt em hết luôn mọi người. Phục hồi rất là lâu luôn, và ở hai bên vùng cằm của em hiện tại vẫn còn một ít thâm, em vẫn còn đang phục hồi da đó ạ. Và ok, nếu như mọi người đã từng test qua sản phẩm này rồi hoặc đã từng trải nghiệm qua sản phẩm này rồi thì mọi người hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nha. Và trên đó cũng là tất cả những gì Thảo muốn chia sẻ đến mọi người sau khi mà Thảo test sản phẩm này xong. Và đó cũng chính là lý do tại sao em không test luôn cái nhị hoa nghệ tây nha mọi người. Thực tế nói thật lòng mọi người là em định thoa cái sản phẩm này, nếu như nó ổn á em sẽ test thêm cái nhị hoa nghệ tây để thử cái mức độ làm sáng da của nó như thế nào. Nhưng mà sau khi test xong sản phẩm này thì nó thật mọi người, em sợ, rất là sợ luôn á. Em không dám test thêm cái nhị hoa nghệ tây là bởi vì em nghĩ nó cũng sẽ giống như nhau về cái bảng thành phần thôi. Ở trên cái giấy này nó ghi cái bảng thành phần, nếu như mà có nhị hoa nghệ tây thì nó cũng sẽ y hệt như vậy thôi, nó chỉ thêm cái nhị hoa nghệ tây thôi. Cho nên nếu như sử dụng trên cái làn da mình thì em nghĩ cho dù cái loại nguyên chất hay cái loại mix với nhị hoa nghệ tây nó đều giống nhau hết nha mọi người nha. Đó cũng là tất cả những cái chia sẻ của Thảo muốn gửi đến mọi người trong video ngày hôm nay. Và nếu như mọi người cảm thấy video này hay thì hãy cho Thảo một like, một chia sẻ, và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký để nhận được thông báo khi Thảo ra video mới nhất nha. Và bây giờ Thảo xin nói là chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.
Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào!